Một tên lửa của Trung Quốc phát nổ trong không gian, hàng ngàn vệ tinh đối mặt với nguy cơ va chạm. Mời các bạn cùng Như Ngọc và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Vào chiều ngày 6 tháng 8 năm 2024, tên lửa Trường Chinh 6A của Trung Quốc đã phóng thành công 18 vệ tinh thương mại đầu tiên thuộc dự án Chòm sao Thiên Phàn và không gian vũ trụ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tên lửa tầng cuối đã phát nổ trên quỹ đạo trái đất, ước tính tạo ra gần 1.000 mảnh vỡ. Sự kiện này hiện nay được coi là sự cố giác vũ trụ lớn nhất trong lịch sử. Những mảnh vỡ không thể kiểm soát này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Hiện tại chưa rõ tên lửa Trường Chinh 6A của Trung Quốc bị vỡ do va chạm với vật thể khác hay do phát nổ từ nhiên liệu còn sót lại. Tên lửa này cũng có nhiều tầng đầy, thực hiện nhiều giai đoạn tách tên lửa trong quá trình bay. Điều này đôi khi tạo ra các mảnh vỡ hoặc một số vấn đề khác. Dự án Chòm sao Thiên Phàn được vận hành bởi công ty công nghệ vệ tinh Viễn Tín Thượng Hải. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, dự án này còn gọi là G60 Starlink, do công ty Viễn Tín Thượng Hải dẫn đầu. Các vệ tinh được chế tạo bởi Trung tâm Kỹ thuật Vệ tinh Vĩ mô Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Đây là một phần của kế hoạch xây dựng mạng lưới vệ tinh Internet quỹ đạo thấp của Trung Quốc. Theo kế hoạch, G60 Starlink sẽ chia thành 3 giai đoạn. Đến cuối năm 2025, 648 vệ tinh sẽ cung cấp mạng lưới khu vực. Đến cuối năm 2027, mạng lưới sẽ mở rộng phạm vi bao phủ toàn cầu. Và đến cuối năm 2030, sẽ có 15.000 vệ tinh cung cấp dịch vụ kết nối đa dạng, bao gồm cả kết nối trực tiếp đến điện thoại di động. Sự cố tên lửa Trường Chinh 6A của Trung Quốc bị vỡ ngoài không gian đã một lần nữa dấy lên lo ngại về cách Trung Quốc xử lý rác vũ trụ. Hiện tại, các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi về vụ việc này. Theo báo cáo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tên lửa đưa các vệ tinh này vào quỹ đạo dường như đã phát nổ không lâu sau khi triển khai tải trọng, tạo ra một trường mảnh vỡ ngày càng lớn. Công ty theo dõi không gian Leolab của Mỹ đã phân tích dữ liệu radar và nhận thấy rằng tầng cuối của tên lửa Trường Chinh 6A đã vỡ ra trong khoảng 13,5 giờ sau khi phóng. Sự cố này đã tạo ra ít nhất 700 mảnh vỡ và con số có thể vượt quá 900. Một công ty khác có trụ sở tại California là Slingshot Aerospace cho rằng đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Họ cảnh báo rằng nếu ngay cả một vụ phóng nhỏ trong tương lai cũng tạo ra nhiều mảnh vỡ như vậy, thì số lượng rác vũ trụ ở quỹ đạo thấp sẽ sớm vượt quá tầm kiểm soát. Nhiều nhà phân tích cho biết đám mây mảnh vỡ này đang lơ lửng ở độ cao khoảng 500 dặm phía trên bề mặt trái đất và sẽ tồn tại ở đó trong rất nhiều năm. Bà Audrey Schaffer, phó chủ tịch chiến lược của công ty Slingshot Aerospace, cho biết hơn 1.100 vệ tinh và các vật thể không gian khác hiện đang đối mặt với nguy cơ va chạm với những mảnh vỡ do Trung Quốc tạo ra này. Một số chuyên gia lo ngại rằng nếu tầng cuối của tên lửa Trường Chinh 6A trước đây cũng từng gặp phải các sự cố tương tự, vậy thì vấn đề phải đối mặt sẽ càng ngày trở nên nghiêm trọng. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu, hiện có khoảng 10.000 tàu vũ trụ và 40.000 mảnh vỡ có thể quan sát được đang quay quanh trái đất. Sự thật là tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc đúng là đã gặp phải nhiều vấn đề trong những năm gần đây. Và gần nhất phải kể đến vụ việc xảy ra trong tháng 4 và tháng 7 năm nay, một công ty Thụy Sĩ chuyên giám sát không gian là S2A System đã phát hiện ra hàng chục mảnh vỡ từ giai đoạn đầu phóng của một tên lửa Trường Chinh 6A khác. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, một mảnh vỡ lớn từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc đã rơi xuống trái đất trong tình trạng mất kiểm soát, tạo ra 533 mảnh vỡ nhỏ có thể quan sát thấy được. Các quốc gia phương Tây cho rằng đây là một hành động liều lĩnh của cơ quan vũ trụ Trung Quốc. Giám đốc NASA, ông Bill Nelson, đã chỉ trích mạnh mẽ sự cố này, cho rằng việc thiếu thông tin chia sẻ từ Trung Quốc cũng khiến việc dự đoán thiệt hại trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tuyên bố rằng rủi ro của vụ việc là rất thấp. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, tên lửa Trường Chinh 5B Giao 2 của Trung Quốc đã bị mất kiểm soát và lệch khỏi quỹ đạo, thu hút sự chú ý toàn cầu. Vào ngày 8 tháng 5 cùng năm, Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ xác nhận rằng tên lửa này đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, vệ tinh Vân Hải 102 của Trung Quốc đã bị vỡ sau khi va chạm với một mảnh vỡ ngoài không gian. Và tháng 5 năm 2020, tên lửa Trường Chinh 5B trong lần phóng đầu tiên đã mang theo một nguyên mẫu mô phỏng tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Bộ đẩy của tên lửa đã mất kiểm soát khi vận hành và tạo ra các mảnh vỡ đã rơi xuống một ngôi làng ở Côte d'Ivoire, châu Phi. Đã có thiệt hại về tài sản, nhưng may mắn là không có thương vong về người. Vào tháng 4 năm 2020, một tên lửa Trường Chinh 3B gặp trục trặc không lâu sau khi phóng, phá hủy vệ tinh Nusantara 2 trị giá 220 triệu USD của Indonesia
vốn là một nỗ lực của Indonesia trong việc củng cố mạng lưới viễn thông quốc gia. Báo cáo chỉ ra rằng đây là thất bại lần thứ hai của Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nhận phải chê trách mạnh mẽ từ dư luận. Cuối cùng, Indonesia phải chuyển sang hợp tác với SpaceX của Elon Musk. SpaceX trở thành đối tác ưu tiên của Jakarta trong việc phóng vệ tinh vào không gian. Vào đầu năm 2018, mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 3B rơi xuống một khu vực ở Quảng Tây, nơi có 4 triệu người sinh sống. Dù không gây thương vong, nhưng các mảnh vỡ đã phát tán các nguyên tố nhiên liệu có độc tính cao xuống khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lại hiếm khi đưa tin về những sự cố như vậy. Năm 2009, đạo diễn phim Trung Quốc Trương 83 đã sản xuất bộ phim tài liệu Thiên Giáng kể về những khó khăn mà người dân ở huyện Tuy Ninh, tỉnh Hồ Nam gặp phải khi hàng chục lần bị tên lửa rơi xuống kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, bộ phim đã bị chính quyền Trung Quốc cấm chiếu. Giác vũ trụ, còn được gọi là các mảnh vụn không gian, là thuật ngữ để chỉ tất cả các vật thể nhân tạo bị bỏ lại ngoài không gian vũ trụ. Điều này bao gồm các mảnh vỡ từ tên lửa phóng nhiều tầng, cũng như việc các mảnh nhỏ hơn được tạo ra khi các mảnh lớn va chạm với nhau. Những mảnh vỡ không thể kiểm soát này có hình dạng và chuyển động khác nhau, khiến cho việc dự đoán chính xác quỹ đạo của chúng trở nên rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Các chuyên gia chỉ có thể đưa ra ước tính với mức sai số nhất định. Mặc dù mỗi mảnh vỡ không gian thường có khối lượng nhỏ, nhưng tốc độ của chúng có thể lên đến hàng chục nghìn mét mỗi giây. Do đó, ngay cả một va chạm nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tàu vũ trụ. Nếu giáp vũ trụ va chạm với tàu vũ trụ, nhẹ thì gây ra vết lõm, nặng thì có thể xuyên thủng vỏ tàu, dẫn đến hậu quả thảm khốc. Các chuyên gia giải thích rằng, trong không gian, mỗi mảnh giáp nặng chỉ 10 gram có thể mang năng lượng tương đương với một chiếc ô tô chạy với tốc độ 100 km/h trên trái đất. Một hạt nhỏ bằng vẩy da đầu có thể giết chết cả một phi hành gia đang làm việc bên ngoài tàu vũ trụ, thậm chí bụi, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng có thể gây chết người. Những điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hàng nghìn vệ tinh nhân tạo. Điều đáng lo ngại hơn cả là khi hai mảnh giáp vũ trụ va chạm, vụ nổ do va chạm ở tốc độ cao sẽ tạo ra hàng loạt các mảnh vỡ mới, dẫn đến số lượng mảnh vỡ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Trên thực tế, việc giáp vũ trụ ngày càng tích tụ khiến tình trạng tắc nghẽn trên quỹ đạo gần trái đất trở nên rất nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây ra mối đe dọa lớn đối với vệ tinh, tên lửa và trạm vũ trụ, mà còn có nguy cơ gây ra hiện tượng Kessler, một chuỗi phản ứng và va chạm liên tiếp. Điều này có thể làm gián đoạn cuộc sống của con người trên trái đất vì các hoạt động như định vị, truyền hình và thông tin liên lạc đều phụ thuộc vào vệ tinh ngoài không gian. Trung Quốc đang cạnh tranh với Hoa Kỳ để giành tài nguyên không gian, nhưng dự án Starlink Trung Quốc vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật. Điều khiến nhiều người lo ngại là Trung Quốc đang hứa hẹn tiến hành hàng trăm nhiệm vụ phóng cho dự án chòm sao Thiên Phàn trong tương lai. Nếu các tầng phóng của tên lửa Trường Chinh 6A lại bị vỡ, nó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn không gian. Trong tương lai, số lượng vệ tinh mà các quốc gia dự định phóng sẽ không giảm, mà sẽ ngày một tăng. Vì vậy, giáp vũ trụ đã trở thành một vấn đề quốc tế. Trung Quốc đang xây dựng dự án chòm sao Thiên Phàn nhằm mục đích triển khai một mạng lưới gồm 15.000 vệ tinh quỹ đạo thấp để bao phủ các khu vực xa xôi tại Trung Quốc, nơi cơ sở hạ tầng viễn thông còn thiếu thốn. Theo báo cáo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mạng lưới vệ tinh này đang mở rộng nhanh chóng, không chỉ nhắm vào thị trường trong nước mà còn cả các quốc gia dọc theo sáng kiến vành đai và con đường, cũng như các thị trường quốc tế. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS vào tháng 12 năm 2022 cho biết chính phủ Trung Quốc đang tài trợ cho kế hoạch băng thông quỹ đạo thấp này. Bắc Kinh mong muốn quảng bá mạng lưới này không chỉ ở trong nước mà còn tại các quốc gia đang phát triển mà Trung Quốc hy vọng sẽ đưa vào trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Các chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc đang cố gắng thách thức chương trình Starlink của Elon Musk, đồng thời chiếm lấy vị trí và tần số trên quỹ đạo thấp, từ đó xây dựng hệ thống mạng lưới riêng để đảm bảo an ninh dữ liệu quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn công nghệ mạng nước ngoài, bao gồm Starlink của Mỹ, không cho phép xâm nhập vào nước này nhằm duy trì hiệu quả của tên lửa vĩ đại. Trung Quốc từng phàn nàn về việc các vệ tinh Starlink của SpaceX tiếp cận quá gần trạm không gian của Trung Quốc hai lần và năm 2021 buộc trạm phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tránh va chạm. Năm 2022, Elon Musk tiết lộ rằng chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu ông đảm bảo không đưa Starlink vào Trung Quốc. Dự án Thiên Phàn chỉ là một phần nhỏ trong các cuộc cạnh tranh lớn hơn về vệ tinh giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh Thiên Phàn, Trung Quốc còn đang triển khai hai dự án vệ tinh lớn khác, chòm sao JW với kế hoạch phóng khoảng 13.000 vệ tinh và chòm sao Hồng Hạc 3 với kế hoạch phóng khoảng 10.000 vệ tinh. Trung Quốc đang nỗ lực củng cố vị thế của mình trong thị trường viễn thông toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang ngày càng tụt hậu so với SpaceX của Mỹ về công nghệ phóng vệ tinh. SpaceX liên tục phá vỡ các kỷ lục khi phóng thêm nhiều vệ tinh Starlink với năng lực phóng ngày một cải tiến. Tính đến tháng 3 năm 2024, SpaceX đã phóng hơn 6.000 vệ tinh,
và dự kiến sẽ triển khai 12.000 chiếc, con số thậm chí có thể tăng lên 34.000 chiếc. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, quỹ đạo trái đất thấp có thể chứa khoảng 60.000 vệ tinh, vì Starlink đã lên kế hoạch sử dụng 42.000 trong số đó. Trung Quốc đang phải đối mặt với thách thức lớn về sự khan hiếm không gian quỹ đạo. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng nhận thức rõ về ứng dụng quân sự tiềm năng của Starlink. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, các thiết bị Starlink đã được triển khai ra tiền tuyến, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ của Mỹ. Sự kiện quốc tế này đã khiến Trung Quốc nhận thức rõ vai trò của Starlink trong việc duy trì các mạng lưới truyền thông tự do, khiến Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng một mạng lưới vệ tinh made in China. Vào tháng 1, chuyên gia chính sách không gian Namrata Goswami cho biết Trung Quốc đã quan sát và nhận định rằng trong trường hợp xảy ra xung đột tại Đài Loan, nếu Mỹ sử dụng công nghệ Starlink, thì lực lượng hỗ trợ chiến lược của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phải chuẩn bị đối phó một cách nghiêm túc. Trong một chương trình bình luận quân sự gần đây, Mark, người dẫn chương trình Mark Spay, cho rằng vai trò của Starlink trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt lo ngại, đặc biệt là về các ứng dụng quân sự của nó. Và từ đó, Trung Quốc đã sao chép để tạo ra Starlink của Trung Quốc. Mark giải thích rằng, với công nghệ hiện tại, không có biện pháp nào có thể phá hủy được hệ thống Starlink. Điều này đảm bảo lợi thế quân sự cho Mỹ, giúp duy trì tính liên tục và an toàn trong liên lạc trong thời gian chiến tranh, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vô cùng e ngại. Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng. Theo báo cáo của Wall Street Journal, Trung Quốc đang phóng thêm nhiều tên lửa nhằm phục vụ các mục tiêu khoa học và quân sự. Dữ liệu do nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell tổng hợp cho thấy, năm ngoái Trung Quốc đã thực hiện 66 vụ phóng tàu vũ trụ thành công so với 38 vụ vào năm 2018. Năm nay, Trung Quốc đặt mục tiêu thực hiện khoảng 100 vụ phóng. Trong khi đó, số liệu cho thấy Mỹ đã có 104 vụ phóng thành công vào năm 2023, tăng đáng kể so với 31 vụ cách đây 5 năm. Khi cả Mỹ và Trung Quốc đều gia tăng đầu tư vào lĩnh vực quân sự hóa không gian, cuộc cạnh tranh có thể sẽ trở nên phức tạp và khó đoán hơn trước trong tương lai. Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực như mạng lưới thông tin liên lạc, quan sát trái đất, hệ thống định vị, khám phá không gian sâu, vệ tinh quân sự và phòng thủ không gian. Tuy nhiên, trong cuộc đua về vệ tinh giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ vẫn đang dẫn đầu cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại, Starcell, một bộ phận công ty SpaceX, được thành lập vào tháng 12 năm 2022, đang phát triển một mạng lưới vệ tinh cho Văn phòng Trinh sát Quốc gia Hoa Kỳ, NRO. Những vệ tinh này có thể nhanh chóng thu thập hình ảnh liên tục của hầu hết khu vực trên trái đất, giúp quân đội Mỹ nâng cao khả năng phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn. Nhà khoa học Jonathan McDowell tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian cho rằng, mặc dù có vẻ công nghệ không gian của Trung Quốc đang đuổi kịp Mỹ, Trung Quốc vẫn còn tụt hậu đôi chút ở một số phương diện. Ông nhận định rằng Trung Quốc đã từ một quốc gia hạng 3 về không gian trở thành một cường quốc không gian hạng nhất nhưng vẫn còn kém Mỹ. Năm 2022, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đã công bố một bài viết phân tích khả năng của dự án Starlink. Họ cho rằng Starlink của Mỹ mang lại những nguy cơ và thách thức tiềm tàng cho Trung Quốc. Để đối phó, họ đề xuất cần tăng cường nghiên cứu hệ thống tác chiến không gian, bảo đảm nguồn tài nguyên tần số vệ tinh và quỹ đạo và phát triển các biện pháp đối phó mới. Các biện pháp này bao gồm sử dụng kết hợp phương pháp hủy diệt mềm và hủy diệt cứng để làm mất chức năng một phần vệ tinh Starlink và thậm chí phá hủy hệ thống này. Vào tháng 6 năm 2023, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải một bài viết cho rằng trong chiến tranh không gian tương lai, việc biết chiếm lấy tài nguyên quỹ đạo thấp của trái đất một cách nhanh chóng và hiệu quả là chìa khóa để giành chiến thắng. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phá vỡ vòng vây của Starlink và cho rằng kiểm soát quỹ đạo thấp trái đất tương đương với kiểm soát không gian trái đất. Từ đó khẳng định rằng ai kiểm soát không gian trái đất sẽ kiểm soát trái đất và quyết định số phận của nhân loại. Trong những năm gần đây, Mỹ và Nhật Bản đã hợp tác thúc đẩy khả năng quan sát và trinh sát bằng vệ tinh nhắm vào Trung Quốc. Nhật Bản dự định sử dụng các pin năng lượng mặt trời để duy trì các trạm thông tin liên lạc hoạt động trong thời gian dài tại tầng bình lưu. Ngoài ra, họ sẽ chia sẻ thông tin bằng cách sử dụng hệ thống Starlink của Mỹ, GPS và hệ thống vệ tinh Quasi Zenith của Nhật Bản. Điều quan trọng là nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản có thể sẽ phối hợp hành động nhanh chóng, giành quyền kiểm soát không phận và hải phận ngay từ đầu. Giáo sư Lâm Tông Nam, khoa kỹ thuật điện, Đại học Quốc gia Đài Loan, gần đây nhận xét rằng mặc dù kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Trung Quốc vẫn chi tiêu lớn cho dự án Thiên Phàn, mục đích là để thể hiện khả năng tự cung tự cấp và chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với Mỹ. Ông Lâm cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến quyền con người và phúc lợi của người dân, mà tất cả những phát triển khoa học công nghệ đều hướng tới mục tiêu quân sự.
Trung Quốc muốn tranh giành quyền lực với Mỹ, thậm chí sẵn sàng đối đầu quân sự. Giáo sư Lâm còn nhấn mạnh rằng, khi các nước phương Tây giao thương với Trung Quốc, họ đang cung cấp tài nguyên và hỗ trợ cho chế độ độc tài này phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, điều có thể dẫn đến việc Trung Quốc bắt nạt thế giới hoặc thậm chí cố gắng thống trị nhân loại. Ông cảnh báo rằng, các xã hội dân chủ như Mỹ, EU, Nhật Bản và Đài Loan cần có nhận thức đúng đắn về ý đồ thực sự của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng, YouTube và Khán Chi World. Như Ngọc và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.